Có rất là nhiều bạn gọi điện cho mình nói là khi mà nuôi nước, ấu trùng nó bò đi rất là nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình làm mà không có một con ấu trùng nào mà nó bò đi ra ngoài hết. Mà cái cách này cực kỳ dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Lát nữa mình sẽ quay trực tiếp cái cách mà mình châm nước cho ấu trùng như thế nào để các bạn có thể xem qua. Và mình đảm bảo là 99% các bạn sau khi xem thì các bạn sẽ làm được, sẽ nuôi nước được. Đó, các bạn, đây là một cái ô mình nuôi ấu trùng này các bạn. Các bạn thấy cái lượng ấu trùng nó cực kỳ đặc luôn. Mà nó bò rất là ít, nó nằm yên nó ăn. Còn đây là cái ô khác. Cái ô này thì mình cho nó ăn lâu rồi, nó lớn hơn rồi. Đó, các bạn nhìn nó bình yên lắm các bạn. Nó không có cái gì gọi là nó bò, nó nhao nhao lúc nhúc gì hết á. Nhìn nó bình yên, y như một bãi sình. Nhưng mà nó đang ăn rất là mịt mài phía dưới đó các bạn. Mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem để biết được cái lượng ấu trùng nó dày đến cỡ nào. Đó, các bạn thấy không? Cứ một cái lỗ như vậy là một con ấu trùng, mà hàng trăm cái lỗ nó như vậy, nó đặc với nhau. Thì các bạn nghĩ một cái ô này như thế này thì cái lượng ấu trùng ở dưới nó dày như thế nào? Cực kỳ dài luôn nha các bạn. Hay còn cái muỗng nha, mình cho nó ăn thêm cả cái nước rác nữa nên nó có muỗng như muỗng nhựa. Đây, cái chỗ này thì nó hơi thiếu nước, hơi thiếu thức ăn rồi nè. Lát nữa mình sẽ châm thêm cho nó. Và khi mà các bạn châm á, phải có men nha các bạn. Mỗi lần châm thêm nước hoặc là châm thêm thức ăn là bắt buộc phải có men để nó giảm cái mùi hôi đi. Nó không có men nó hôi lắm và nó hao đồ, hao thức ăn nữa. Đấy. Các bạn thấy một cái ô mình nuôi dày như vậy nhưng mà không có một con nào bò ra. Các bạn để ý những cái tường mình xây kia, nó rất là thấp. Đó, nhưng mà không có một cái vết nào gọi là những cái vết ướt ướt mà con ấu trùng nó bò ra ngoài hết. Rất là khô ráo. Đây, mình sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn xem về cái độ dày của ấu trùng nó ở dưới như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Cái chỗ đây nó hơi rút nước rồi nè, nên nó lộ rõ hơn được cái con ấu trùng rồi. Nó rất là đặc. Đó, nó cứ cắm yên ở dưới đó, nó cứ mệt mỏi nó ăn thôi, nó chả phải làm gì hết. Cứ ngồi chơi xơi nước thôi, chả phải bò đi đâu. Bây giờ mình sẽ cho ăn tăng cái độ lỏng lên cho các bạn xem để biết cái cách mình chế như thế nào. Đây là cái thức ăn mình pha loãng nè các bạn. Đó, mình pha loãng như thế này thôi. Rồi mình rưới nó lên. Còn ở trong đây là cái ấu trùng mới ủ xong. Các bạn để ý cái độ ẩm của cái sinh khối con ấu trùng nhé. Cái độ ẩm này nó nằm ở khoảng 50% thôi. Vì sau khi con ấu trùng nó ăn thì nó sẽ khô lại như thế này. Bình thường nếu như mà các bạn cái giai đoạn đây nè, các bạn cho không khéo thì ấu trùng nó sẽ bò hết lên trên tường nhé. Đó. À, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chan thức ăn vào. Đó, khi mà các bạn chan như thế này nè thì ấu trùng nó sẽ không có bò ra ngoài và không có bị cái độ ẩm nó quá cao, không có bị quá tay khi mà mình châm. Các bạn để ý những cái đường mình chan nước thì mình chan như thế này thì vẫn còn những cái khoảng trống, thì những cái khoảng đó thì nó sẽ là khô. Hiện tại nó lại sẽ là khô nhưng mà một vài tiếng sau thì cái nước từ những cái thức ăn này nè nó thấm dần qua bên đó và nó sẽ tăng cái độ ẩm lên. Và như vậy thì con ấu trùng nó không có bị ngộp và nó không có bị bò ra ngoài. Đó, các bạn thấy không? Đấy, mình cứ chan như thế này thôi. Một lớp như thế này. Lần đầu tiên độ ẩm như thế này là được. Lần sau mình sẽ tăng dần cái độ ẩm lên để cho con ấu trùng nó thích nghi dần. Ở đây cái thức ăn này là luôn luôn nhé, mình ủ trước bằng men nhé. Và sau đó là mình cũng bổ sung thêm men vào nước để quậy cái thức ăn này lên. Để tiếp tục mình chan vào đây để bổ sung men liên tục. Thì con ấu trùng nó sẽ hấp thu được thức ăn tốt hơn, giảm lượng thức ăn lại. Và đặc biệt là nó sẽ giảm mùi hôi. Nếu như các bạn nuôi cái dạng này mà không có men thì nó hôi kinh khủng khiếp luôn. Hôi thở không nổi luôn các bạn. Hôi mà về vợ hơn luôn đấy. Đây. Cái đây là sau khoảng nửa tiếng mình cho ăn thì ở trên mặt nó sẽ như thế này, các bạn có thể để ý rõ ở những cái đường mình chan nước á, thì cái độ ẩm đột ngột thì con ấu trùng nó sẽ bò hết ra ngoài.
và nó bò ra ngoài thì nó ở những cái thức ăn cũ á. Đó, thức ăn cũ thì nó vẫn khô nên con ấu trùng nó ở đó nó ăn được. Và cái nước từ 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 thức ăn mới nó ngấm qua thì con ấu trùng nó ăn ở đó và nó quen dần. Đó các bạn thấy không? Chỗ đây mình không có chen nước nè, nhưng mà độ ẩm các bạn thấy nó tăng lên rõ rệt. Còn chỗ đây mình chen vào nè thì ấu trùng nó bò hết ra bên cạnh nó ăn. Và nó cứ ăn như thế này, nó ăn lần qua thì nó sẽ quen dần và sẽ không một con nào mà nó bò đi ra ngoài. Thì lần tới các bạn cũng chen như thế này mà tăng dần cái độ ẩm lên thì con ấu trùng nó sẽ thích nghi dần. Khoảng vài ba lần như thế này thì sinh khối nó sẽ ướt thôi. Các bạn muốn nuôi nước thì các bạn châm nhiều men vi sinh thêm một chút cho nó lỏng ra, còn nuôi sệt thì vừa phải như nãy là được. Đó, các bạn để ý những cái thành này, không có một con nào bò lên nhé. Đó, sau khi mình cho ăn khoảng nửa tiếng thì không có một con nào bò lên, rất là đẹp. Cái cách này thì bất kỳ bạn nào cũng làm được.